Nếu các bạn muốn mua robot giá rẻ uy tín thì hãy ghé ngay robotviet.com với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Onta Tower Defense nhé anh em thì hôm nay mình sẽ đi Infinity anh em ạ. À. Với cái đội hình mình nghĩ hiện tại bây giờ là gọi là không biết là phải gọi là mạnh nhất game ha nhưng mà đối với mình thì cái đội hình này trong cái nick của mình hiện tại bây giờ là mạnh nhất rồi anh em ạ. À. Cái con gọi Titan mà cái con Titan gọi cái con Titan đầu tiên cái gì mà đập dỡ cái gì á mình không có coi phim đó mình không biết và Roly Dead Note và con Escanio và con uh, uh, Meta anh em và Bulma thì uh, hỗ trợ mình thì có thằng uh, Vina Gaming anh em À. Thì bây giờ mình sẽ chào mình đi thử lâu lắm rồi mình không có làm tiếp Indie Infinity với cho anh em bằng cái đội hình mà gọi là <laughs> cái đội mấy gọi là mấy cái đội hình mà mạnh mẽ hay là chia kia đồ đó. Thì bây giờ mình sẽ thử cái sử sử dụng cái đội hình này coi thử đi được bao nhiêu mờ đam mà quay bao nhiêu nha mọi người. Nhặt cái là mình không có thể đem được Death Note Vì lộn mình không có đem được cái con ngừng thời gian Nhưng mà con Jotaro 6 sao Nếu mà mình có con Jotaro 6 sao nữa Thì đam nó lại kinh dị hơn nữa Thôi Thì chắc là sẽ đi thường thôi mọi người Đi thường có thử đam nó như thế nào thôi Chứ stream thì hai người thì nó không có Thủ nó không có khả thi lắm nha mọi người Thì mình cứ đi uh, uh, Normal thôi Đó Thì coi thử coi nó sẽ đến được cái quay bao nhiêu Và đam bao nhiêu nha mọi người mình đã kêu thằng, thằng này nó tin nói chung mình nó tin đạt ra trong Discord của chị Vân nhớ hồi xưa nó cũng chơi chung với mình lâu rồi mọi người ạ à. thì uh, coi thử coi đam động nó như thế nào quay thì mình nghĩ chắc là 59 60 gì đó là cùng mà anh em à không có hơn được đâu thì uh, bây giờ tớp nó đã, đã lên quay 70 mấy rồi bây giờ anh em muốn vô tớp thì khó lắm tớp anh nghĩ chắc đi phải ba người và có một người chiên bút đam bút đam cực kỳ ngon luôn kiểu như là uh, Uh, nó phải nhanh tay nè mà ngón tay nó phải nhanh đúng không nó thì ngón tay nhanh này làm gì để nhanh thì anh em biết rồi đó <laughs> nói đùa nha thì bây giờ mình sẽ là người thủ đầu cho thằng kia nó đi đặt thủ đầu bây giờ thì sẽ có con ếch ca nho thủ đầu rất là ngon nha anh em uh, bây giờ có con ếch ca nho thủ đầu rất là ngon uh, anh đặt ma ai đặt ai đặt bulma anh uh, em đặt đi à hủ thì chỉ cần một con hủ được rồi, không cần nhiều đâu. Con này anh em chỉ cần năng hai tắc là đã hủ được rồi. Đó. Con này anh em chỉ cần nâng tấc 200 tiền và tấc uh, 520 tiền là anh em có thể hủ được tới quay 16 luôn rồi. Nó khá là ngon luôn. Con này thì không cần phải level 80 như mình đâu, chỉ cần khoảng mươi mấy mấy 50 là anh em thủ khá là ok rồi. Bây giờ thì triển uh, khai thôi. Còn cái con uh, Hất hình đại tội con gọi Titan này thì chắc là sẽ review cho anh em coi sao khi mà đập lên 80 hay gì đó thì mình sẽ review cho anh em coi nha bây giờ thì cứ như bình thường thôi đó nó tắt 200 tiền nè thì mình chịu cực một xíu cho hồi kia nó xây Bulma trước cũng được không sao anh em ạ à? không sao một tắt nữa là được nếu mà anh em vào thì năng lên tắt thứ tư ba tắt ba tắt bốn tắt gì đó là thủ khá là ok rồi <laughs> mình có thể đem lên trên mình thủ nó cũng được nhưng mà mọi người biết rồi cách, cách cách cách, gọi là cách dùng uh, uh Death note để hack đam á thật sự thì dead note nó cũng không còn gọi là trong meta này nữa đâu nhưng mà thôi cứ đem theo để lấy mười mấy đam mười mấy mờ đam quay đầu cũng không, không sao bây giờ quan trọng là có con roly và con ca nho và con titan này á cái con biến hình titan á là em khá là ngon luôn 520 tiền lâu quá Lâu lắm rồi không có làm một cái clip đi Infinity từ đầu tới cuối cho mọi người coi. Hôm bữa thì mình đi với Pecto, với Ni ở cái map mới không mà mình quay ở cái quay ba mươi mấy lần. Bây giờ thì uh, cho mọi người coi từ đầu tới cuối luôn coi mình thủ và mình đặt uh, chém như thế nào nha. <laughs> như vậy thì mình sẽ bị uh, mình sẽ bị uh, hơi uh, quên ha, mình đặt cái này trước đi đâu có sao đâu. Trời ơi lâu quá không nhớ mọi người sorry nha. Mình lâu quá mình không nhớ nhưng mà hôm sau cũng cũng không không có trả tiền lắm. Đâu cần phải nâng nó sớm đâu, mình cứ để nó một một tắt vậy thôi, khi nào mà gọi là có bao và full hai á thì mình nâng nó lên chứ không cần phải để dành tiền để nâng nó nữa. Rồi. Bây giờ đi đi tới bờ quay tầm khoảng quay uh, 60 chắc mình nghi tầm khoảng 40 phút mọi người ạ, à. tầm khoảng 40 phút đấy. Khá là tốn thời gian. Nhưng mà 40 phút á khi mà mọi người có con meta trong đội hình và những con này gây đam thì anh em kiếm 200m dam rất là easy luôn, mình 200m 300m dam luôn á. Có con meta thiệt sự là con meta kiếm cương rất là đã mọi người ạ. À. Mình à, gọi là mình có trải lắm nhưng mà vẫn có những người vẫn chưa có nha. Vẫn có những người chưa có nha, đó. Vẫn cả khe được. Mình có hai con luôn á mọi người ạ. À. Hôm bữa mình quay 40 lần rớt ra hai con luôn, không tin được. Khá là may mắn. Còn cái con Titan mình quay đúng 60 lần nó mới ra, Cây thật sự. Quên nữa, ở update này có con Trinh nữa anh em ạ, à. nhưng mà con Trinh nó hủ đầu không là ngon, không có ngon. Nên mình không có dùng nữa Con Trinh Yo. không cần nâng bao full 2 luôn cứ như thế này thôi như nào mình thấy không được thì mình nâng lên 500 đau là những cái con này thì mọi người biết đó đâu có má đâu có bao nhiêu đâu mà có thể chết máu đó được mà mình chỉ sợ những con bao full thôi bao full 2 á thì không có năng nó lên được rồi giờ là ngồi chờ đợi tiền thôi mọi người ạ à. ờ mọi người trong cái uh, trong cái uh, uh, Discord của admin á đã show cái con uh, À, gì ta đã sao cái con uh, diêm trụ sáu sao thì mọi người bây giờ hãy quay diêm trụ đi nha được rồi đó nhưng mà không phải một con uh, diêm trụ sáu sao đâu nha mọi người thường thường á nó ấp hai con nhưng mà những những đợt gần đây á nó chỉ gấp một con thôi nhưng mà mình nghĩ nếu mà nó đã xô một con sáu sao ra rồi thì sẽ còn một con sáu sao bí mật nữa thì mọi người uh, nên để dành đi nhiều nhiều con có thể lên sáu sao lắm chẳng hạn như Naruto nè đó Naruto là một cái ứng cử viên sáng giá để lên sáu sao đấy hoặc là Shin Goku không Shin Goku cũng là một ứng viên để lên sáu sao nè rất là nhiều con luôn mọi người nên uh, nói chung thì những con năm sao nào mọi người uh, uh, gọi là mọi người có những con năm sao nào mà yếu yếu á mình có chừng nó lên sáu sao nha mọi người tại vì hồi xưa biên bảo á những cái con năm sau mà người ta up lên á mà nó khá là yếu người ta nói là chỉ người ta chỉ để đó thôi người ta sẽ không quên đâu người ta sẽ có một đợt để uh, tăng sức mạnh cho những cái con năm uh, uh, sau cùi cùi đó, anh em thấy con Kirito á nó lên chế độ mới nó khá là mạnh nhưng mà biết đâu nó lại lượt, lên up up được một quà lần nó lên sáu sẵn sáu sao thì sao đúng không con Kirito này con rồi con gì nữa ta cái con gì nó mới qua mà quên mất tiêu rồi anh em ạ à. đó rất là nhiều con có thể lên 6 sao luôn Tăng cái nhà này, là lên nè. Đó. Cứ hiện tại cái để cho nó mát quân như thế này đi mọi người. Đó. Có con Powerful rồi nè. Có con Powerful rồi nè. Bây giờ mình nâng nó lên một tắc nữa vẫn được. Đó sao đâu. Đúng không? Giờ này mình nâng nó có đâu có, có tốn gì đâu. Bút down thì mình nhờ thằng kia nó bút rồi mọi người. Không biết nó bút như thế nào thôi. Nó bút tào lao tào lao lên kém nó luôn nó bút tỏa là kém nó luôn nha mọi người <laughs> ok ở nhà thôi trời nó cùi hơn mình nó okay, kìa mình cho nó xây buôn ma từ đầu luôn mà nó chưa có mắt cái nhà nào luôn kìa anh em cùi cho nó xây buôn ma từ đầu luôn mà nó chưa mắt được cái nhà nào hết kìa dạ, thì chứ đó. Sao mấy con ma của mình lên trước <laughs> Đau lắm rồi đâu có làm mấy cái này cho mọi người coi thì cứ làm lại thôi bây giờ không biết chơi nói chung là không phải là không biết chơi game gì nhưng mà hiện tại game onta chẳng còn người chơi chẳng còn người chơi thì mình cứ làm clip thôi mọi người mấy bạn kia sao hỏi anh ơi anh sao anh không đổi game đi đồng ý đổi game thì mọi người sẽ thích hơn nhưng mà anh là một đứa rất là lười chơi game mới mọi người ạ à. chơi game mới cài cuốc là rất là cực luôn thì bây giờ có game gì thì mình chơi trước game đó đi nó mà <laughs> chị <sẽ tính> sao <laughs> tí nữa mình sẽ dùng meta mình chém luôn Coi thử coi uh, thì khi mà gọi là mình ăn hết trọn đam luôn á thì nó sẽ lên là bao nhiêu đam nha anh em <laughs> quay coi quay 12 rồi lên tiền lên tiền lên tiền hết liền Quay 13 có quái bay rồi anh em ạ, à. nhưng mà không sao. Không sao mọi người ơi. Mình lo được, mình lo được, mình control được anh em ạ. À. Control được nha. Có thể là hai quay nữa mình mới mát nhà được anh em ạ. À. Có thể là hai quay mình mới mát nhà được. Hai quay nữa mới mát nhà được mọi người ơi. đấy có thể là mát nhà luôn ấy có thể là mát nhà luôn đấy mọi người rồi mát nhà luôn rồi anh em ơi mát nhà mình, bây giờ mình sẽ lên mình sẽ chuẩn bị mình đặt dead note nha à, vậy là quay 16 là mình sẽ bấm được dead note anh em ạ à. quay 15 là mình sẽ đặt ra và quay 16 là mình sẽ nâng lên mát đó chờ tiền chờ tiền từ từ chờ tiền mọi người ơi quái ba chưa xuống mà đúng không mà quái ba mới đi tới đây mà lo gì thôi mới đi tới đây thôi anh em à đó bây giờ mình sẽ đặt cái đó ra nè đấy cút đam đi mày đặt cút đam đi em Từ từ, từ từ, từ từ chưa mát chưa mát chưa mát giờ mọi người ơi ui có bài đã đi xuống tới dưới kia rồi 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 bút đi bút đi bút đi bút đi bút đi bút đi ok 20m anh em ạ, à. nó phải như thế. 20m. Ngon lành canh đào liền, 20m. Ngon lành canh đào <laughs> <laughs> 20m liền mọi người ơi. À. Đó, bây giờ thì uh, <laughs> mình sẽ đi đặt uh, mấy cái con khác ra nha. Mình đầu tiên là mình sẽ đặt Roly nhé anh em. Đầu tiên là mình sẽ đặt Roly. Tại vì Roly á nó cần thời gian để nó thích đam tới quay khoảng 50 là mỗi con 30 mờ đam nha anh em mỗi con 30 m đam lấy 8 con mà mỗi con 30 mờ đam thì mọi người ơi nghĩ là đam nó như thế nào khủng không <laughs> rồi đi ra trước những cái con nào á mà nó cần tích thời gian á để gây đam đó, thì anh em nó đặt ra trước chẳng hạn như Roly nè SK nho nè các thứ là mọi người nên đặt nó ra trước nha để cho nó tích đam trước cái đội hình này mình nên nghĩ là anh em bây giờ là mọi người nên chuyển sang dùng đánh bay là nên dùng con roly đi những cái con như mắt dù hâu này kia bây giờ là không còn trong meta đâu mọi người dùng roly nè hay là con Honda nè rồi thí dụ những con nào mà nó thoát ra được khỏi cái bay là nó cũng bị làm yếu rồi rồi mọi người dùng con meta mọi người chém đó là khá là ok luôn hãy Má hết rồi nha mình sẽ là bây giờ mình sẽ là SK nho nhé anh em SK nho ra một con hai con ba bốn một này nè mình cứ đặt ra hết đi Rồi à, từ từ mình ăn anh em à rồi rồi tám con hả mình bán cái con ở dưới đây đi bán cái con dưới đây quên bán con này anh em à đặt tiếp ở đây một con nữa nó sẽ full xong uh, what? hát xong rồi tiếp tục sẽ đặt con uh... con này ra nha anh em đặt con uh titan thất hình trong cái gì đó à, nó con này nó, nó biến thành titan em mà hồi xưa mình cứ nghĩ là nó gọi titan nhưng mà không phải nó biến thành titan cái con titan gì tụi nó kêu cái gì mà đạp cái cổng gì đầu tiên cái gì á mình không biết nữa mình không có coi phim đó, mình không có rành mọi người à thông cảm nha con này hiện tại mình chưa có được full cấp mình mới level 35 thôi mình sẽ ráng full cấp xong rồi mình sẽ test cam nó ở level 80 cho mọi người coi trả hạn như vậy nha rồi bây giờ thì mình sẽ nâng cấp lên mấy cái con này mắc lắm mọi người ạ à. con <laughs> này thì không tới 10.000 tiền con này thì chắc là 8.000 tiền 9.000 tiền rồi thôi có cái con Titan á mắc lắm mà đi em biết con Titan mà khi búp đam lên là mỗi con 100.000 đam đó mọi người ạ à. nhưng mà nó đánh hơi chậm thôi nó đánh hơi chậm thôi mọi người ạ à. đó còn hai con nữa hai con nữa chắc một lần tiền nữa mình mới mát nổi mình thì mình sẽ không đặt con meta sớm đâu tại vì cũng không cần thiết lắm tại vì lúc đầu á là chỉ cần những con này nó đánh là đủ đam rồi con meta đặt ra thì cũng không cần thiết lắm là có đặt trước rồi anh em ạ à. tí nữa mình sẽ cho nó vừa bút đam vừa chém <laughs> mình thì mình đặt mấy con này ra trước con titan này thì mình chưa review cho anh em coi mình mới quay ra ngày hôm qua thôi hôm nay mình sẽ đem vào infinity luôn mình gọi là Infinity với đội hình mạnh nhất của chủ tịch nha anh em mạnh nhất của mình thôi nha chứ chỗ mấy vậy thì mình không biết được mình không dám khẳng định cái đội hình này hiện tại đây là mạnh nhất trong Infinity nên mình không biết tại vì nó thiếu khá là nhiều con nè chẳng hạn như ngừng thời gian nữa tại vì đáng lẽ là mình phải đem ngừng thời gian tại vì thằng đạt nó vừa bút đam và nó đặt râu đen thì nó đã mất hai lót rồi đáng lẽ là mình phải cầm bút đam anh em à nhưng mà mình à, nói chung thì mình coi thử coi mình dùng đội hình full gọi là full đam luôn coi thử cái đam nó như thế nào nếu mà mọi người dùng ngừng thời gian á thì đam nó không có được ngon quay 22 rồi <laughs> lên tiền lên tiền lâu lên tiền hết vậy dạ? à. 15 phút rồi đó mọi người, 15 phút và tới được quay 20. 15 phút và tới được quay 20. Đó mọi người thấy không? 28 000 đam mà đây. Đây nó bút đam rồi nè. 84k à. Đạt nó bút sao có 84k à? không biết luôn. Đó, mấy con này nè em thấy không? 20 000 đam hết rồi nè. Con này thì chưa, con này thì mới quay hai mấy đam nó như thế này thôi. Tí nữa quay 40 50 rồi đó anh em thấy đam nó sẽ khủng khiếp như thế nào mà mọi người đừng có che con Roly nữa con roli bây giờ là một thế lực mới rồi anh em ạ à. <laughs> <laughs> mọi người thích mình coi livestream nhưng mà mọi người khi mà anh up clip lên thì mọi người cũng phải coi ủng hộ nha ủng hộ thì nói chung thì mọi người ủng hộ clip thì mới có động lực gọi là livestream nữa chứ mọi người coi livestream không coi clip thì khá là buồn <laughs> Cái con này mắc quá anh em ơi Cái con Titan này mắc quá Một con là 20.000 tiền Một con là 22.000 tiền anh em à, một con là 22.000 tiền Mình còn con Death Note nữa, mình còn Death Note nữa, không biết mình tí nữa mình đặt như thế nào luôn á Death Note thì uh, 320 tiền sẽ mát được một con, mà mình có uh, một con rồi mình sẽ từ ra 40 tiền Vậy là 40k tiền thì sẽ còn là 2.080k tiền 2800 đúng rồi 2800k không biết là mình có năng nổi mát hết luôn hết, hết, luôn không nữa Để có thử có năng mát nổi hết luôn không cho mọi người tại vì một còn một con còn một con này nữa đây còn con meta nữa mà quay 25 rồi có thể là mình sẽ đặt meta trước nha anh em còn dead tí nữa thì mình sẽ đặt sau Ừ. còn một con hai con ba con titan nữa anh em ơi rồi ba con titan nữa là mỗi con 20.000 tiền khá là thốn đấy nhiều khi làm đem đến nó theo mà không biết có dùng được không nữa sợ đặt ra không nổi mọi người ơi sợ đặt cái tốt ra không nổi mà chắc cũng được mà con này 20 000 tiền chứ con con nó mắc hơn con con nó tới 40 000 tiền lận thì chắc là được đặt được, được. rồi có con mình đang đang lỡ đó rồi con đang đang dở đó rồi đây Đó, còn hai con là hai quay nữa không có gì ta? đam to thì đồng nghĩa với việc là tiền nó sẽ lắc anh em à chứ đâu phải con nào đam to là tiền nó cũng rẻ đâu ở ừ vậy đạt cái cái con cái con này nạn nó bút đam sao mà có 80 000 ngàn đam mà mình nhớ một con 100 trăm ngàn đam là mà Chắc nó bút đam lỗi hay gì rồi mọi người ơi ừ. ui chưa mát được hai 000 tiền nữa mới mát được cái con này cho thôi cho thôi con anh Amen. <laughs> Amen em m rồi em một con em nha. Rồi, em em rồi anh em em à. em Thằng hết Titan rồi mình sẽ chuyển qua đặt Meta nhé anh em. Meta thì hình như một con cũng gần 100 k tiền á. Lắm quay mới được con Titan không biết là đặt hỏi đến Note hay không nữa trời ơi những cái đội hình tốn tiền khá nhiều luôn tí nữa mình sẽ xem là đội hình của gì ạ à uh, với đội hình uh, uh, mạnh nhất của chủ tịch và mạnh và đắt tiền nhất luôn <laughs> đúng rồi đắt tiền nhất luôn chứ còn gì nữa anh em nó đắt tiền thật và thôi <laughs> bây giờ mình sẽ chờ tiền và đặt Meta nhé anh em à uh, sao đạt nó không đặt đâu đen đi đặt à uh, đặt râu đen như anh đó để mình kêu nó mọi người ạ à. để không nó quên đặt rau đen á Bây giờ mình sẽ chờ tiền đặt meta nhé anh em. Và quên nữa, cái game này á không phải là... nếu mà dùng meta thì thôi, mà thôi bỏ qua vấn đề đi, chắc ai cũng biết mà mọi người có thể uh, dùng cái ấy nhưng mà tí nữa cũng biết là như thế nào thôi, chắc là mình cầm tay mình chém ha. 41.000 tiền anh em ạ. À. 45.000 tiền mới đặt nó ra được. Ây à, da. quay 31 rồi mọi người ơi tí nữa không biết mình có dùng được dead note không <laughs> mình mới có một con dead note thôi anh em ạ à. mà thì những quay này không cần phải cầm con meta chém đâu tại vì cũng không, không cần thiết lắm thì từ khi quay 40 mấy chỗ lên á thì bắt đầu mọi người mới dùng meta thôi rồi bây giờ mình sẽ dùng con meta nhé anh em mình sẽ đặt con meta ra đây sẽ đặt chỗ này nó lên à, 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 à. chứ nữa phải bán á à, hình như là cũng không cần bán mua ma luôn trong tại tại vì mình đi hai người thì mình có thể đặt mát chú nịt được à, đặt hết được sáu con trong đây luôn nên cũng không cần phải bán mua ma làm gì đó à. 20.000 tiền cho tắt thứ hai 20.000 tiền tắt thứ ba là 20.000 tiền tiếp Vậy là chắc quay 36 thì mình sẽ có meta nhé anh em 36 có meta vậy mình nghĩ là quay 45 mình sẽ full được đến nó anh em ạ Hy vọng là vậy nha Hy vọng là quay 45 mình sẽ full được đến nó nhé anh em Chết Note bấm á, để mọi người kiếm thêm đam thôi chứ thật sự nó không có ngon lắm Bây giờ một con 100k ram á thì để cho mọi người kiếm đam thôi chứ thực sự mà để giết một cái con quái ở quay 50 á thì con Dead Note không thể nào làm được mọi người ạ. À. Một con quái nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu ram, 1 triệu máu thì con Dead Note nó chỉ có 100m đam thôi làm được cái gì. Rồi <laughs> ạ. Yo. yo Chờ tiền lâu quá. Bao nhiêu phút rồi? À, 23 phút anh em ạ. À? 23 phút cũng 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 không có gọi là lâu. Đó. một tắt nữa thôi quay bơ 16 thì mình sẽ có meta với anh em thì mình sẽ đem lên mình chém luôn Tại vì quay 36 là mọi người có thể dùng Meta chém được rồi, không sao hết thì nữa mình kêu thằng Đạt nó bút đam lên Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào mới có 23M thôi anh em ạ à. Bắt đầu từ quay 45 độ lên á, bắt đầu quái nó mới trâu, thì lúc đó anh em mới kiếm đam nhiều, còn những cái quay này á Anh em không cần uh, gọi là Kiếm đam làm gì đâu Trừ khi nào mọi người đi một mình mà mọi người lúc đầu á đó mọi người dùng dead note để hát đam cũng được nếu mà đi solo một một mình nhưng mà khi mà đi hai người dùng meta thì anh em phải có một một người dùng meta để bút đam cho một người uh, nói chung là một người bút đam rồi mình có meta là nha anh em Bây giờ mình sẽ lên mình chém lên nhanh đi trời ơi tối mày gian quá à Rồi bây giờ mình sẽ tích 2.800 tiền nha anh em Chỉ làm 280k tiền nha anh em để đặt full được dead note sao mình không uh đây tính không lên được là toàn luôn rồi bây giờ mình sẽ lên mình chém nha mọi người đó vô kêu đạt giờ là giờ là giờ là, giờ là hàng bố đao nó mới phát huy tác dụng được á nha mọi người đó cái con này mình tốn không biết bao nhiêu kim cương rồi mà nói nha Tốn rất là nhiều kim cương luôn rồi Hy vọng mình sẽ được 280 k tiền để đặt khu được Đết nó nha anh em Đó, bây giờ là đứng đây spam luôn Đứng ngay chỗ này chém luôn 45 k tiền rồi, quay 38, 38 chắc là được anh em ạ à. Chắc là tới quay 45 thì chắc mình sẽ đủ tiền á đi với cái đi với dùng meta thì anh em chỉ cực những quay nào mà con quái nó đi qua rồi thôi mà cứ uh, nếu mà được hai người cùng cùng cầm con này chém ấy, thì khá là ngon không biết là hòn đạt nó vừa chém nó vừa bút đam được hay là không thì mình không rành thì bây giờ mình coi thử coi thì đâu mình sẽ kiếm được bao nhiêu mây dự đoán chắc là hơn 200 m anh em ạ à. hôm bữa hôm bữa mình đi được 300 m luôn nhưng mà không biết cái này nó đi được hay là không đứng ngay này sờ bao luôn quay 39 40 có thể là đi hai người quái nó yếu nên chém cũng khá là ok á đi hai người quái nó yếu anh em ạ à. Nhưng mà nếu mà muốn lên tới quay 60 mà nghĩ chắc đồ nào cũng phải dùng thì ngừng thời gian thôi chứ mà anh em không có con người thời gian này chắc là đi không không ổn đâu Easy, easy. 39 rồi. 49, 40 Đó, bắt đầu quái nó đã trâu hơn rồi đây anh em Chém không chết rồi đây Chém một cái chưa nữa cây máu nó thôi Phải chém hai phát nó mới chết được Không biết đạt nó đặt con râu đen như thế này thì Nó có làm chậm hết rồi hay không thì mình không biết Chứ lại mình không có ngồi trong voi chat anh em ạ à. Không biết nó có bút đam này không Đó mà bút đam hộp cái là Giết nó liền anh em ạ của 11 đang chờ tiền lên tiền lên tiền lên tiền lên 100 cái tiền rồi 180 cái tiền nữa à, một quay 180 cái tiền nữa năm quay được 100k và chín quay nữa hả đúng quay 50 luôn anh em ạ à. đúng quay 50 luôn thì mình sẽ đặt được full net not thấy mình tỉnh ghê không vậy là vậy là đội hình này tuy là nó khá là lát nhưng mọi người có thể đặt hết được nha không sao Đấy. Làm gọi hết, làm gọi hết. Con máy tay của mình level 80 rồi nha anh em. Bây giờ có ít stream thì anh em đi cài kinh nghiệm rất là nhanh luôn. Mình thì uh, chắc là tí nữa mình sẽ cài cái con ra, uh... mình sẽ cài cái con Titan của mình. Titan trong uh, phim on yeah. tắc gì on thần gì không có con phim đó không biết anh em mà thông cảm nha rồi quay bốn 43 quay quay quái bay 43 bây giờ qua dễ với ăn, ăn ăn ăn, bánh mọi người à. Hồi xưa thì hơi khó nhưng mà bây giờ thì rất là dễ. Kiếm đam, kiếm kim cương rồi cái kiểu thôi, chuẩn bị update thôi mọi người. Chuẩn bị update rồi. Hãy kiếm kim cương thôi. Đó, quay quái bay 43 nè, nhìn con này nó chém nè. 1 hai ba đó dai hít nó đi liền kiểu gì thấu mọi người phải như con râu đen mà nó làm chậm được con quái bay nữa trời ơi chắc đi sẽ quay 80 luôn đó mọi người thấy bắt đầu nó sót rồi đó là nó chém hết nổi rồi đó anh em bắt đầu là một con là chém hết nổi rồi đó quay 43 là một con nó chém hết nổi rồi đó cái con meta này của mình à, mình chưa chém thử là, là bao nhiêu đam luôn á, mình chỉ cầm mình chém thôi, nó chém một như nghe nó là chém một hit là tầm khoảng bốn năm bốn năm chục gì đó anh em ạ, à. đó anh em thấy không? con Red knot bấm một cái một trăm ngàn dam, tuy là trên diện rộng thật sự nhưng mà gọi là giờ đam đơn mục tiêu là con này là kinh dị nhất, đừng có kêu là uh, meta on uh, gì là meta ao meta không meta là trong meta No, meta là trong Meta chứ làm sao ao Meta được. <laughs> à, nghe anh em nghe có chiếc đầu hay là không? không? No, meta là trong Meta. Làm sao ao Meta được? <laughs> con này lại còn trong Meta lâu lắm anh em ạ, à. không thể nào ao được đâu. Chưa có con nào mà làm được cái chuyện này. Cầm chém mỗi hit một 50.000 đam. Trời ơi, kinh khủng quá thật sự. đẹp nó không rút đam hay sao cảm giác không quá câu trâu vậy ta không có nhìn được mọi người ơi đó bốn rồi đó anh em thấy tiền lên chưa vậy là mình chuẩn bị đặt được full net note nha 50 mươi đam rồi mọi người ạ à. 50 mươi đam rồi phê trời nó phê nha Nãy cho nó quên bút đam hay gì á chém không nổi giờ có bút đam chém gì gì nè mọi người ấy quay quay bài quay. 46 con này nó làm gỏi đơn giản luôn ừ. Trời ơi, nó sướng nha đúng là một con Meta là con để cai kim cương anh em ạ mọi người nên uh, tích tích hai mươi hai bảy kim cương để quay nó đi nha con này thì ở update gì trước anh em ạ không phải update gì này nhưng mà đến update này thì nói chung chắc mình nghĩ chắc dài update nó cũng vẫn còn xài đó thôi khá là ngon mà chuẩn, chuẩn bị đủ đủ tiền đặt full đít Note rồi anh em ạ xài giữ vậy mày thì chậm thôi mày Đấy. Ừ. Chém bay đầu hết luôn Cái này là lý do là mới cầm meta chém thôi Quái nó chưa có xuống được uh, Chỗ con uh, Roly Với con nho Với con uh, Titan Nếu mà nó xuống được thì kinh kinh hơn nữa mọi người ạ à. À, đạt lên lên đạt lấy lấy lấy, lấy meta của mình ra chém ở đây mọi người quay à, 49 luôn rồi ba ngàn tiền nữa ủa ba chục ngàn tiền nữa đúng không đúng rồi ba chục ngàn tiền nữa là mình sẽ đủ uh, nâng full đất anh em ạ thì mọi người cứ thử coi dùng cái đội hình của mình đang dùng thử coi đi như thế nào nha tí nữa mọi người coi mình đi xong rồi mình sẽ đạt đặt bao nhiêu đam thì còn mọi người coi có nên dùng giống mình không em biết cái tiền nữa net quay là được đó nét quay 50 thôi để bây giờ mình sẽ đi xuống mình đặt red nét nốt nhé anh em mình đi xuống mình đặt red nốt nó cũng có dead note nè mình sẽ đặt dead note ra nha một con nữa hai con ba con bốn năm sáu bảy ô oh, mình đặt nấp trong đó được luôn đó tám ngon rồi nha anh em rồi ok bây giờ mình sẽ chém thôi tí nữa sẽ bấm đến nót nha anh em Hết phút đam đẹp ơi sáu mươi tám m rồi anh em ạ à. đó anh em giờ thấy nó xích xuống chỗ cái có mấy cái con này của mình là mấy con SK này kia là nó đánh lên đàm như thế nào đây bây giờ mình uh, để cho anh đạt nó chém đi mình chém cái con này cho anh em coi đam nè 32.000 đam này anh em thấy chưa 32.000 đam này tí nữa thì nó còn lên đam nữa con này 80.000 con này 28.000 con bút đam hiền đạt nó bút đúng rồi 100.000 đam một con Đó. Quay 52 quá đó bà đầu Nó <laughs> tu xuống rồi anh em ạ à. Cái này một vừa đi, vừa đi Vừa đi một đi một mình được Vừa đi vừa bút đam được Bình thường Nhưng mà mình rủ thêm một người nữa Đi cho vui anh em ạ à. Vừa đi vừa bút đam bình thường thoải mái thôi Cái đó thì mình quen với điều đó rồi Nhưng mà chủ yếu rủ hai người coi thử coi Đi được quay bao nhiêu cái con này nó không dính hiệu ứng nó làm chậm bọn rồi Tính nó không dính hiệu ứng làm chậm mọi người ạ à. à... 85M rồi anh em ạ à. À, Quay 53, 85M bây giờ nó còn lên nữa anh em ạ à. Tí nữa mấy cái con kia nó được đánh là nó còn lên nữa anh em yên tâm mình dự định là gần 200m mà hơn 200m anh em à dự định là hơn 200m đam mọi người tính mình <laughs> tính mình là hơn 200m đam nha bút đam lên bút đam lên cái con đó chắc là ở dưới đánh được nên mình rồi không chém nha anh em bây giờ không biết con quái bao nhiêu đam rồi bao nhiêu máu rồi có con đó đi ờ nó chết rồi nó không qua được Bút đam chém đã thật sự 110 m rồi anh em thấy chưa rồi rất là nhanh luôn đến như cái con này nó lên rất là nhanh để nó bút ra mình cho chém coi lên đam em quay 55 rồi mọi người ơi Ok Ok, 125 m rồi. 128 m rồi. Gây lên gây nhanh thiệt. Này không dính hiệu ứng Toan! ờ à, dính rồi dính rồi mừng quá mừng quá hình như đường đẹp nó có thủ thêm một con râu đen ở dưới nữa <laughs> tí gì toan anh em mà à, nó còn như máu dạ ôi à, chết rồi chết rồi chết rồi hên quá đẹp nó còn giật ở dưới đây không tí nữa là nát nát anh em mà không có dính hiệu ứng râu đen là nát Quýt đam đi anh chém con này đẹp ơi ai trả rồi mình bấm hết nốt nha anh em mình bấm hết nốt nha anh em mình bấm hết nốt mình bấm hết hết nốt luôn nha hết chưa hết chưa con này bấm chưa con này bấm rồi nè con này chưa bấm nè bấm nè con không con không con này bấm phát nữa nè Hết rồi, mình hết đến nó rồi anh em ạ. Tám con đến nó rồi đó. À, 248 m. Đừng no, no. 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 Ở oh, nó chết rồi, nó chết rồi mọi người ơi, nó chết, rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Đây nữa. No. Đừng Quay 59 rồi anh em ơi. 60 được không? Rồi, 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 rồi Ồ, oh, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi Nữa hả, nữa hả Bùm 200 290 m anh em ạ à. 290 m đam Bãi trưởng thiệt Nó đánh vãi bà nó nhà rồi Cây thật sự Nó có không có bị dính hiệu ứng đâu đen anh em ạ à. Nhưng mình nghĩ chắc là nếu mà muốn đi leo top thì chắc là hai người cầm râu đen luôn á cái này thì chắc là phải để test lại thôi đó thì anh em thấy cái đội hình mình đi gần 300 m đam, thì anh em thấy như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới hay là anh em có cái đội hình nào hay hơn thì hãy comment bên dưới giúp mình nhé thì cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem cái video khá là dài này của mình nhé anh em thì hẹn anh em những video sau nha bye bye thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cài này kia để nào con này lên 80 rồi review sau nha Tại vì mình biết là mọi người cũng có rồi Nhưng mà review chắc là không sao đâu hết mọi người Ai xem thì xem thôi Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để xem video mình nhé Hẹn em video sau Bye bye